Chào mừng các bạn đến với chương trình luyện thi quốc tịch Hoa Kỳ. Đây là phần 100 câu hỏi dân sự học theo chủ đề. Lần trước TK đã tổng hợp các câu hỏi liên quan đến các tổng thống của Hoa Kỳ cho các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ vào phần số 2. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Chủ đề của phần số 2 là Constitution, có nghĩa là hiến pháp. TK hướng dẫn các bạn đọc từ này tại vì ở trong bài này sẽ lặp lại từ này nhiều lần. Con, giống như là con trai, con gái vậy đó. Con star tu shun. chúng ta đọc công lưỡi mình không đọc là sun, mình đọc là shun. Constitution. 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 Constitution có nghĩa là hiến pháp. Câu hỏi số 1. What is the supreme law of the land? What is the supreme law of the land? Luật cao nhất của quốc gia là gì? Ở trong câu này chúng ta để ý từ supreme law. Supreme law. Câu trả lời là hiến pháp, the constitution. The constitution. Câu hỏi số 2, hiến pháp có mục đích gì? What does the constitution do? Chúng ta lưu ý chữ constitution do. Hai chữ cuối cùng ha, constitution do. Câu trả lời là mô tả tổ chức chính phủ. defies the government. defies the government. Cái chữ to to ở cuối cùng mình đọc là government. government. defies the government. Mô tả tổ chức chính phủ. Ở câu số 2 này chúng ta nhớ từ khóa là gì? constitution do? Câu trả lời là defies the government. Câu tiếp theo là câu hỏi số 66. Hiến pháp được soạn thảo khi nào? When was the constitution written? Hai chữ cuối cùng là constitution written. Mình trả lời là năm 1787. Ở trong tiếng Anh khi mình mình đọc số năm mình sẽ tách ra hai số. 17, 87 mình đọc là seventeen seven, thì cái phiên âm là seventeen eighty seven, các bạn đọc là seventeen eighty seven, vì đây là có nhiều chữ ghép lại với nhau, thì cái sẽ chia ra hai hàng để cho các bạn biết khi nào mình ngừng. đáp rồi các bạn đọc seventeen a, các bạn các bạn ngừng, mình ngừng không đúng nó sẽ sai các bạn nhé. Mình đọc hàng ở trên là seventeen, mình ngừng một chút. Mình đọc hàng số 2, 87. Seventeen, 87. Hiến pháp được viết vào năm 1787. Seventeen, 87. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? Ý tưởng tự quản trị nằm trong ba chữ đầu tiên của Hiến pháp các chữ này là những chữ nào? Câu hỏi rất là dài, chúng ta lưu ý. First three words, có nghĩa là ba chữ đầu tiên. First three words. Câu trả lời là we the people. Người ta hỏi ba chữ đó là ba chữ gì? Câu trả lời là chữ một là chữ we, chữ hai là the, chữ số ba là people. Các bạn nhìn phần phiên âm ha. We the people mình đọc từng chữ ra nhé. We the people. We the people. We the people. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Bài tham luận gọi là Federalist Papers có mục đích hỗ trợ cho việc thông qua hiến pháp Hoa Kỳ. Kể tên một trong những người viết tham luận. Chúng ta chỉ cần lưu ý những từ đầu tiên. Federalist Papers. Federalist Papers. Nếu mà các bạn lỡ không nghe được cái cụm từ này các bạn để ý từ cuối cùng trong câu là the writers. The writers, có nghĩa là tên của những người đã viết ra cái bản tham luận này. Người ta yêu cầu mình kể ra một tên. Thì khai lựa tên dễ nhất là John J. Phần phiên âm John J. John J. John J. Câu hỏi 65. Việc gì xảy ra tại đại hội lập hiến? What happened at the constitutional convention? What happened at the constitutional convention? chúng ta nghe hai chữ constitution hồi nãy giờ chúng ta học là constitution ở đây thêm một chữ ngoài sau nữa là constitutional constitutional convention có nghĩa là đại hội lập hiến câu trả lời là the constitution was written hiến pháp được soạn thảo hoặc là hiến pháp được viết ra the constitution was written chữ the constitution chúng ta học rồi nè ở hàng số 2 mình có chữ đầu tiên là words. Was word như là was tay, was chân ha, có chữ s ngoài sau. Was. Was. Chữ kế tiếp là written. Written. The constitution was written. The constitution was written. Mỗi lần thi khai đọc như vậy các bạn chịu khó đọc theo đó cho mình quen cách đọc luôn nha the Constitution was written. What is an amendment? Tu chính án là gì? What is an amendment? Ở trong câu này mình có một từ mới là amendment, là tu chính án. Nhưng mà chúng ta không thể nhớ một chữ này mà thôi tại vì chữ này được lặp lại trong hai ba câu hỏi khác nhau. Cho nên đối với câu hỏi số 4 này chúng ta nên thuộc nguyên câu luôn. What is an amendment? Amendment? What is an amendment? Câu trả lời là, là một sự thay đổi trong hiến pháp. Hiến pháp là mình học the Constitution. Mình học một sự thay đổi là a change. Thì cái phiên âm a change. Sau đó có chỉ chờ bạn đọc là a change, change. Chỉ change thì mình thêm chỉ chờ ngoài sau nhé a change kế tiếp hàng số 2 là to the constitution. The constitution mình học rồi nè, mình thêm chữ to vào chính giữa thôi. a change to the constitution. a change to the constitution. How many amendments does the constitution have? How many amendments Does the Constitution have Hiến pháp có bao nhiêu tu chính án? Câu này chúng ta nhớ là How many amendments? How many là có bao nhiêu Amendments là tu chính án How many amendments? Câu trả lời là 27 27 tiếng Anh đọc là Twenty Seven Twenty là hai mươi Seven là bảy mình đọc, mình tách ngay chỗ đó luôn các bạn nhé. 27 Các bạn thấy trong phần phiên âm thì là chữ thờ, chữ quen. Mình đọc là twen, twen. Khi đọc nhanh là twen, twenty. Là số 20 mươi, twenty. Mình đọc là twenty, thay vì đọc là twenty Các bạn đọc chữ thờ nhanh lên là twenty, twenty, twenty. Số 7 là seven twenty seven các bạn lưu ý mình đọc là twenty mình ngừng lại không đọc là twenty thì seven là không được nhé ngừng ngay chỗ sau chữ 20 twenty seven kể ra một quyền hoặc một tự do trong tu chính án đầu tiên what is one right or one freedom from the first amendment Hồi nãy các bạn có nhớ TK dặn là mình không nên chỉ nhớ amendment không không? Tại vì nó được lặp lại trong những câu hỏi sau này. Ngay cả trong câu này mình thấy cũng có chữ amendment. Cho nên để nhớ được câu này các bạn phải nhớ luôn cái chữ phía trước chữ amendment. Có nghĩa là first amendment. Hai từ các bạn nhé. Từ nhớ trong đây là first amendment. What is one right or freedom from the first amendment? tự do tôn giáo. Mình chỉ ghi chữ tôn giáo thôi. Đọc là religion. 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 Các bạn nhớ đọc đúng theo dấu của TK luôn. Chỗ nào dấu quyền, mình đọc theo dấu quyền ha. Religion. Religion. Có nghĩa là tôn giáo. Mười tu chính án đầu tiên của hiến pháp là gì? What do we call the first ten amendments to the Constitution? Ở đây cũng có chữ amendment. Trước đó cũng có chữ first. Câu hồi nãy cũng là first amendment. Tu chính án đầu tiên. Câu này cũng như vậy. Nhưng mà giữa chữ first và chữ amendments, mình có chữ ten là 10 mười. mười tu chính án đầu tiên của hiến pháp là gì? Chúng ta lưu ý, cụm từ mình nhớ là first ten amendments first ten amendments. What do we call the first ten amendments to the Constitution? Câu trả lời là luật dân quyền, the Bill of Rights. Mình phiên âm là the Bill of Rights. Thì cái kia chữ mà các bạn ráng đọc có chữ phở trong đó ha, of, of. Còn nếu chúng ta đọc không được cũng không sao nha. The Bill of Rights. Rights. Mình đọc chữ right xong mình ngừng chút xíu mình nhả chữ S ra ha. Rights. Rights. The Bill of Rights. Các bạn nếu mà mình muốn tách ra cho dễ thì các bạn sẽ tách hai từ đầu tiên. The Bill. Mình ngừng lại. Sau đó mình đọc hai chữ ngoài sau. Of Rights. The Bill of Rights. The Bill of Rights Luật dân quyền Câu thứ 41 Theo hiến pháp, chính phủ liên bang có một số quyền Một trong các quyền của chính phủ liên bang là gì? Câu này chúng ta lưu ý chữ chính phủ liên bang Under our constitution Some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Câu hỏi này bắt đầu bằng under our constitution. Đây là cái điểm đầu tiên chúng ta cần lưu ý. Điểm thứ hai là one power of the chính phủ liên bang là federal government. Federal government. Chúng ta cần lưu ý tại vì có hai câu hỏi giống giống nhau. Câu này và một câu tiếp theo. Cho nên chúng ta lưu ý phần đầu tiên là under our constitution. Phần số 2 là chữ cuối cùng là Federal Government. Quyền của chính phủ liên bang là gì? Đó là quyền được in tiền. To print money. Mình đọc là to, chữ số 2 thì ghi chữ bờ, print. Mình không đọc chữ bờ, mình chỉ cần bấm môi thôi. Print, print, to print, to print. Tiền là money, to print money. Mình đọc hai chữ mình ngừng lại rồi đọc chữ money sau các bạn nha. To print money. To print money. Quyền của chính phủ liên bang là in tiền. Câu hỏi kế tiếp cũng tương tự như câu lúc nãy. Theo hiến pháp các tiểu bang có một số quyền, một trong những quyền này là gì? Ở trong câu này câu hỏi cũng bắt đầu là under our constitution. Hai câu này tương tự nhau các bạn nha. Under our constitution, some powers belong to the states. Hồi nãy là quyền thuộc về chính phủ liên bang. Còn đây là quyền thuộc về các tiểu bang. Chữ states là các tiểu bang. States. What is one power of the states? Một trong các quyền của các tiểu bang là gì? What is one power? Mình lưu ý cụm từ one power of the states. Như vậy các bạn thấy đó trong câu số 41. One power of the federal government. Ở trong câu 42. One power of the states. Khác nhau chỉ có những chữ cuối cùng thôi. Ở chính phủ liên bang được in tiền. Ở các tiểu bang quyền là gì? Bảo vệ dân chúng. Provide protection. Provide protection. Chữ đầu tiên mình đọc là provide. Provide. Chữ số 2 protection. Protection. Provide protection. Provide protection. Như vậy là chúng ta đã học xong phần số 2 tất cả những câu hỏi liên quan đến hiến pháp. Mình học trong bài này 1 2 3 4 5 6 7 41 42 65. 66 và 67, tổng cộng là 12 câu. Bây giờ để cho các bạn nhớ là một lần nữa TK sẽ lướt sơ qua những điểm mình cần lưu ý nha. Các bạn nên ghi chú trong tập của mình để cho mình học dễ hơn. Mình thấy câu hỏi có từ khóa là Supreme Law. Câu trả lời là Hiến pháp. The Constitution. Supreme Law là từ khóa. Màu xanh lá cây là từ khóa. Màu xanh dương là câu trả lời. Supreme Law, câu trả lời là The Constitution. Câu hỏi có chữ Constitution do, hiến pháp làm gì? Constitution do, câu trả lời là mô tả tổ chức chính phủ. Defines the government. Constitution do, defines the government. Constitution written, hiến pháp được viết khi nào? Constitution written, chúng ta có nhớ năm nào không? 1787, mình đọc là 17, 87 seventeen, eighty-seven, seventeen, eighty-seven. First three words ba chữ đầu tiên, first three words. We the people, we the people. Câu tiếp theo, Federalist Papers, Federalist Papers. Khi hỏi câu này người ta muốn hỏi mình là tên của người nào đó, người đã viết ra cái dự thảo này. John J. John J. constitutional convention. constitutional convention. Câu trả lời là The constitution was written. Hiến pháp được soạn thảo hoặc là được viết. The constitution was written. What is an amendment? Tu chính án là gì? What is an amendment? Câu trả lời là a change to the constitution, một sự thay đổi trong hiến pháp. A change to the constitution. How many amendments? Có bao nhiêu tu chính án? How many amendments? Trả lời là hai mươi bảy. 27 ở à đây chúng ta thấy trong bài này có nhiều số 7 ha. Hồi nãy là năm 1787. 1787. Bây giờ có bao nhiêu tư chế án? Câu trả lời là 27. 20 đọc là 20. 20. Số 7 là seven. 27. 27. First amendment. Tư chế án đầu tiên. First amendment. Religion là tôn giáo. tôn to religion 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 first 10 amendments first 10 amendments look young wing the bill of rights the bill of rights one power of the federal government Mình nhớ chữ one power là một quyền. Ở đây là federal government, là chính phủ liên bang. Như vậy đây là câu hỏi số 41. One power of the federal government. Quyền của chính phủ là gì các bạn? In tiền. To print money. To print money. One power of the states. Quyền của các tiểu bang. One power là quyền of là của. The states, các tiểu bang, provide protection, provide protection, bảo vệ dân chúng. Như vậy là chúng ta đã học xong phần số 2 rồi. TK cảm thấy rằng phần này sẽ giúp cho các bạn nhiều hơn và giúp cho các bạn thống kê được cách học các câu hỏi và cách nhớ các từ khóa ở trong câu. Hy vọng rằng sẽ giúp cho các bạn trong việc luyện thi nhé. Cảm ơn các bạn đã học chung với TK ngày hôm nay. Xin chào và gặp lại trong những video lần sau. Bye bye!